độ hóa chúng sanh phải giả khờ. Tập 19. Khai thị vào bữa sáng ngày 21 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Người xưa từ nhỏ đã nhận được nền tảng của sự giáo dục nghiêm khắc, hiện nay không còn nữa. Như đệ tử Quy thời xưa thì 2-3 tuổi là đã học rồi, học là thực sự làm được. Nó không phải để quý vị đọc, để quý vị thuộc lòng, không phải như vậy. Yêu cầu phải làm được. Cha mẹ dẫn đầu, ông bà nội vẫn còn sống. Quý vị xem cha mẹ đối với ông bà thế nào. Đứa trẻ đứng bên cạnh học được rồi. Thân giáo hiện nay không còn nữa. Hiện nay có thể thuộc lòng là đã khá lắm rồi. Làm không được điều nào cả. Vì vậy không còn gốc nữa rồi. Muốn khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa, vẫn phải bắt đầu từ việc cắm sâu gốc rễ. Còn phải có một nhóm giáo viên khờ để học sinh nhìn thấy, chúng mới lãnh hội được. Trung Hoa mới được cứu. Nghĩ đến Trung Hoa lớn như vậy, dân số nhiều như vậy, phải làm thế nào? Ai làm việc này? Không ai chịu làm. Không ai chịu làm. Nói lời này cũng là nói suông. Vì vậy cũng cần phải tìm một nhóm người không khờ cũng phải giả khờ. Không khờ là trí tuệ của bản thân, giả khờ đây là chiêu cao minh. Độ hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh phải giả khờ. Không giả khờ thì không thể giáo hóa chúng sanh. Điều này rất quan trọng. Con người, người Trung Hoa, người nước ngoài đều là người, đều có Phật tánh, đều bình đẳng. Chỉ là gặp duyên khác nhau. Nước ngoài không có duyên thù thắng như Trung Hoa. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật lựa chọn Trung Hoa, đưa hết tất cả kinh điển đã giảng dạy đến Trung Hoa. Đưa đến Trung Hoa thì có thể bảo tồn lâu dài. Văn tự của Trung Hoa hay, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian. Ngàn vạn năm trước, ngàn vạn năm sau cũng không thay đổi. Văn tự của nước ngoài là ghép âm, khoảng 200-300 năm thì sẽ có sự thay đổi lớn. Bản thân đọc không hiểu. Vì vậy muốn tiếp tục truyền lại, nhất định phải phiên dịch thành văn ngôn văn của Trung Hoa. Truyền lại như vậy mới đáng tin. Vì vậy đã lựa chọn Trung Hoa. Những kinh điển này của tổ tiên Trung Hoa vô cùng phong phú, phương pháp xảo diệu và đơn giản. Đây là điều mà người nước ngoài không thể tưởng tượng được. Họ cũng mãi mãi không đuổi kịp. Phải làm rạng rỡ truyền thống. Vì vậy Hán học quan trọng hơn tất cả. Giáo dục không dùng tài liệu do người hiện nay biên soạn. Tài liệu do người hiện nay biên soạn không thể sánh với người xưa. Dùng tài liệu ngày xưa, tiểu học 6 năm học thánh học căn chi căn, cắm sâu gốc rễ, học bổ túc. Chưa cắm sâu gốc rễ thì phải bổ sung. Không có gốc rễ này thì không thể trưởng thành. Vì sao Phật giáo lại suy? Có thể nói Phật giáo không còn nữa. Họ không có gốc rễ.
Gốc của văn hóa truyền thống là ba nhà Nho Thích Đạo. Không có gốc thì không thể bước vào Nho Thích Đạo. Từ nhỏ đã cắm sâu gốc rễ này. Đến lúc 6-7 tuổi ăn sâu bén rễ. Cơ sở này vô cùng khả quan. Vì vậy trung học lớp trung cấp, học gì trong lớp trung cấp vậy? Tứ thư ngũ kinh, chỉ hai loại sách này là được rồi. Nhất định phải học. Học rồi thì phải giống, giống Khổng Tử, giống Mạnh Tử, ôn lương cung kiệm dưỡng. Người này bước ra xã hội thì mọi người yêu mến. Lớp cao cấp thì dùng quần thư trị yếu. Học gì vậy? Học quản lý khu vực này, quản lý phương diện này, chính là trị quốc bình thiên hạ. Trị quốc bình thiên hạ thì dùng quần thư trị yếu là được rồi. Đó là tài liệu được chọn. Công phu 3 năm thì biết được cách để cai quản quốc gia rồi. Hiện nay đều là tuyển cử. Sau khi được chọn rồi, họ không biết quản lý, họ không có kinh nghiệm quản lý, chưa từng học qua. Ngay cả nhà của họ cũng không quản tốt được thì họ làm sao cai quản quốc gia? Vì vậy tài liệu dạy học có sẵn, không cần tìm. Học viên ưu tú, học viên học tập có tâm đắc, hy vọng họ tổ chức thành một lớp nhỏ, tiếp tục biên soạn quần thư trị yếu. Đường Thái Tông chỉ biên soạn được một nửa, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến đời của ông. Sau đời ông, tùy Đường Tống Nguyên Minh Thanh, 6 triều đại hơn 1.000 năm này có sách hay, nhưng chưa được tiếp tục biên soạn, nên phải tìm ra để tiếp tục biên soạn, biên thành quần thư trị yếu, tục biên. Sau này có chánh biên và tục biên để xử lý chính sự cho thiên hạ, phục vụ cho cộng đồng nhân dân. Nhất định phải đọc sách này. Quý vị không đọc sách này, quý vị không biết phải làm sao. Có lòng nhiệt tình nhưng không thể làm tốt được. Vì vậy bộ sách này là trị quốc bình thiên hạ, nhất định phải học. Đây là cống hiến lớn nhất của Trung Hoa đối với toàn thế giới, đối với mỗi một quốc gia, đối với mỗi một chủng tộc. Thực sự là thiên hạ thái bình. Vì vậy trong giáo dục, dạy học là việc làm hàng đầu, bắt đầu từ giáo dục. Chúng ta dùng phương thức của lớp bổ túc, trọng thực chất, không trọng hình thức. Chúng tôi không chú trọng văn bằng, học gì, không chú trọng điều này. Chúng tôi chú trọng con người quý vị làm người, sự việc đối người tiếp vật, có phải là ôn lương cung kiệm dưỡng hay không? Đây là tiêu chuẩn của Khổng Mạnh.